Trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 16 tháng 9 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có dúi, hải châu, sam núi trái khai thác, bạch chỉ, sim tím rừng, yên trái, trà phục kiến, ổ xỉ rừng. Rồi, mời số 1 là một cây sim nha anh em. Sim tím rừng, yên trái nha. Cây này mọc cốt hai thân này, dáng phu thơ nha anh em. Cốt khá to nha, em đào cái vành ở dưới đây nè. Quần dưới đây là 35 nha. Quần 35. Còn cái quần mọc thân đây là 14 cm nha mấy anh em. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 60 nha. Ngang tàng cũng là 60 nha mấy anh em. Cây cốt khá to nha. Liền bờ liền đỡ hết nha mấy anh em. Dòng sim tím thì quả nãy rất là thơm ngon nha. Anh em quay nên xem kỹ cái bộ đớ này. Cái bộ đớ khá to nè, cốt to nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 370k bao ship nhé. 370 em bao ship cây sim mà số 1 nha. Anh em nào lấy là em ship cả cái chậu nhựa luôn nha. Anh em nào lấy là em ship cả chậu nhựa luôn. Rồi qua mã số 2 là một cây ổ xỉ rừng nha mấy anh em. Ổ xỉ rừng, dòng ổ xỉ thì quả em rất là thơm ngon nha mấy anh em. Cái này một cốt hai thằng dáng mẫu tử nè. Bên đây là có cái tử nha. Còn cái cốt đây khá to nha anh em. Cốt dáng bay nè. Tây cành rồi là ok hết rồi nha mấy anh em. Đã đi dây định hình hết rồi nha. Rồi em đo cái quanh của nó là 37. Còn quanh mọc thân đây nha. Quanh mọc thân đây là 29 nè. Chiều cao tính từ mặt trậu này lên tới đỉnh đọt là 60. Ngang tàng là 67 nha. Cái này khá to nha anh em. Cây không có bữa bọng rồi gì hết nha. Cốt khá to nha anh em. Rồi cây ổi mã số 2 giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha. Mấy cây này là em thanh lý giá mềm cho anh em giờ chơi nha. 350k bao ship. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây cốt, cây mọc, cái thân chính của nó khá to nha anh em. 350 em bao ship. Rồi qua mã số 2. Mà số 3 là một cây trà phục kiến nha. Cái này một cốt ba thân nha mấy anh em. Thân lách lượng này, rất quái cây nha. Cây già, cây đã sống khỏe quá, đã đi dày định hình hết rồi nha mấy anh em. Cốt to nha. Rồi em đo cái quanh là 42 nha. Quanh góc 42, chiều cao là 32, ngang tàng là 36 nha. Ngang tàng là 36 nha mấy anh em. Cốt lung lật khá là ok nha. Rồi em giao lưu cho anh em cây trà phục kiến mã số 3 là 250 bao ship nha. 250k bao ship cây trà phục kiến mã số 3 nha. Rồi qua mã số 4 cũng là một cây trà phục kiến nha mấy anh em. Cây này cũng một cốt ba thân nha. Cây này đang trái rất sai nha. Dòng trà phục kiến dường như là nó cho hồ về với anh em luôn nha mấy anh em. Cây bờ đớ nè. Cây đã định hình hết rồi nha. Tây cành nuôi cũng tương đối mịn rồi nha mấy anh em. Trái rất là xài, dòng trà phục kiến trái ăn rất ngon nha mấy anh em. Quả của nó ăn rất là ngon. Rồi em đo cái quanh là 27, chiều cao là 52 nha. Quanh 27, chiều cao là 52. Ngang tàng là 37 nha. Rồi giao lưu cho anh em là 250 bao ship. 250k bao ship cái trà phục kiến mã số 4 nha. Rồi qua mã số 5 là một cây bạch chỉ nha mấy anh em. Dòng bạch chỉ còn gọi là cây du bo nha. Cây này trái của nó ăn rất là thơm ngon nha mấy anh em. Cây này một cốt ba thân nè. Đó, nó nở cái đớ của nó một cục luôn nha. Bộ đớ đó nó trải điều hết luôn nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh góc của nó là 37 nha. Quanh 37, chiều cao là 50, ngang tàng là 40 nha. Cây bạch chỉ mã số 5 giao lưu cho anh em là 300 bao ship nhé. 300k em bao ship. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 6 là một cây sam núi khai thác nha mấy anh em. Cây rất là già nha. Cây này là cây khai thác nha. Thân lách lượng nè. Tây cành là mịn hết rồi nha mấy anh em. Tây cành là định hình mịn hết rồi. Cây nuôi từ
cây khai thác, cây còn ở trên rừng giờ tới bây giờ này rất là già nha mấy anh em. Cây trái đang bắt đầu trà trái nữa nha mấy anh em, đang bắt đầu trà trái nữa. Rồi em đào cái quanh thân của nó trên đây nha, là nem sen. Quanh thân nem sen chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 40 nha. Tàng ngang từ bên đây qua bên kia là 37. Cái này là có cái chiều dài từ sâu đây nha, nó dài tăng trước, nó bay ra tăng trước là nem 15 nha. Rồi cây sam núi khai thác mà số 6 là giao lưu cho anh em là 330 bao ship nha, 330k bao ship cái sam núi khai thác mã số 6 nha, cây sam trái nha mấy anh em. Rồi qua mã số 7 là một cây hải châu la rí sông Cầu nha. Đó, dòng la rí nè, dòng lá biển biển đảo sông Cầu nha mấy anh em. Cây dòng lá tròn rí nha. Cái lá của nó nè, rí rí luôn nha mấy anh em. Lá cực kỳ đẹp nha. Em bày dàn lá cho anh em xem nè. Lá nó rí rí luôn. Cây mọc cốt co lét nha mấy anh em. Mọc cốt co lét. Cây cành à, cây này nuôi rất già nha mấy anh em. Cây đang trái rất sai và nó vừa trà trái xong mà mình mới dọn sơ lại nha, mới bấm sơ lại nè. Cây này có thể nó sẽ cho quẻ lại đợt 2 tiếp nha mấy anh em. Đấy, đọt già nó muốn bốn bông ra nữa nè. Thân co lét nha nè, cây cành nuôi nè. Đó, cây nuôi rất già nha anh em. Dẹt xương cây này cũng rất là già. Rồi em đo cái quanh thân của nó là quanh thân là 9 cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 52. Ngang tàng là 47 nha. Cây cốt tan dù, cây cành mịn hết rồi nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 400 bao ship nha, 400k bao ship. Quanh thân 9 cm, chiều cao 52, ngang tàng là 47. 400k em bao ship cây hải châu mã số 7 nha. Rồi qua mã số 8. Qua cây hải châu mã số 8. Cây này cũng nuôi rất là già nha mấy anh em. Cây này cây cành này, cây này cốt bay nè, thân co lét nha anh em, cây rất là ok nha. Cây này cây mini nha mấy anh em, cây mini rất già, cụ đớ nè, cây mini rất già nha anh em. Cây này nuôi rất là lâu anh em nha, cây cũng đang trái nha mấy anh em. Em đặt cái vành 7 cm nha, vành thân là 7 cm, chiều cao là hoàn thân 7 cm, chiều cao là 32, ngang tàng là 37 nha. Hoàn thân 7 cm, chiều cao 32, ngang tàng là 37. Rồi cây hải châu mã số 8, giao lưu cho anh em là 450 bao ship nha. 450k bao ship nha. Cây mini cây này rất già nha anh em. Cây này còn trái rất sai và mở bấm giặt lại nha. 450k bao ship cây hải châu mã số 8. Cây này anh em nào lấy là em ship chậu luôn nha. Rồi qua cây hải châu mã số 7, số 9. Qua cây hải châu mã số 9. Cây này cũng là một cây lá rí sông Cầu nha. Cây đang trái nha anh em. Cây lá rí sông Cầu này. Cây đã thành phẩm nha. Em quay bờ đớ cho anh em xem nè. Cây này ổ đớ rất ok nha, cây canh đồ máu spa lại rất là ok rồi nha, rất kỹ rồi, anh em giờ chơi thôi nha. Ổ đớ nè, cây mọc cốt 3 thân nha anh em, mọc cốt 3 thân. Rồi em đo cái quanh gốc của nó là 41 nha, quanh gốc đây nè nha mấy anh em. Quanh gốc là 41, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 55, ngang tàng là 50 nha. Cây thành phẩm nha anh em. Cây thành phẩm tê can già mịn, mịn hết rồi nha. Cây vừa xà ba lại. Dòng mà hải châu sông Cầu thì trái châm mà trái rất to nha. Cây này trái khá to nha mấy anh em. Dòng lá là anh em yên tâm nha. Dòng lá cực kỳ đẹp. Vài tổng thờ cây lặng lặng nữa cho anh em xem nha. Rồi cây hải châu mã số 9. Giao lưu cho anh em là 1 triệu bao ship nha. 1 triệu em bao ship. Cây này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha anh em. 1 triệu em bao ship cả chậu luôn. Giờ cho anh em chơi thôi. Rồi qua cây hải châu mã số 10. Cây này cũng là một cây la rí nè. Cây la rí sông Cầu này nha mấy anh em. Dòng lá nè.
thắt bắp lại mà rí rí luôn nha, rí nhỏ luôn nha anh em. Này dòng lá này, cây lá mo nha anh em, cây này là cây lá mo này, lá mo rí thắt bắp lại luôn nha. Dòng này nè, cái quả của nó này cực kỳ to nha anh em, này, quả chầm chầm nè, quả của nó này rất to nha, cây này quả rất to nha anh em, cây này cũng đang bông trái nha. Vài dàn lá rí cho anh em xem nè, cây nó cũng đang bông trái nha. Cây mọc cốt co lét nè, cây bờ đớ trái nha anh em, bờ đớ trái nha. Rồi em đo cái quanh là hoành thân là 9 cm nha, chiều cao là 47. Hoành thân 9 cm, chiều cao 47, ngang tàng là 38 nha. Rồi cây Hải Châu mã số 10 là giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha, 350k bao ship nha mấy anh em. Cây lá rí thác bóp rất đẹp nha, dòng trái cây cũng đang cho trái trên cây nha. 350 em bao ship cây Hải Châu mã số 10. Rồi qua mã số 11 là một cây dúi nha mấy anh em. Cây dúi cây này đã thành phẩm nha, cây cành là mịn, da mịn hết rồi nha. Cây này vừa xà ba lại rất kỹ rồi, anh em giờ chỉ nuôi thêm thôi nha. Cây cốt lung lọt nè, bộ đớ nè, rất ok nha. Cây cành rồi vừa xà ba lại rất là ấm rồi nha mấy anh em. Rất ok nha. Đây là cái xanh rừng một xíu mà đây không ảnh hưởng gì nha, cây rất là ok nha anh em, bộ đớ là anh em yên tâm nha. Rồi em đo cái vành gốc của nó là 65, chiều cao là 55 nha, vành gốc 65, chiều cao 55, ngang tàng là 33 nha, ngang tàng là từ bên đây qua bên kia nha là 33, còn nó dài từ sâu nó bê tông trước luôn là 65 nha. Cây này cây cành đó là già mịn ok hết rồi nha mấy anh em. Dòng dúi này là cây dúi là rí luôn nha mấy anh em. Cây dúi lá của nó nhỏ so với ngô tây Úc mình là nó một nửa ngô tây Úc mình thôi nha mấy anh em. Dòng dúi là rí rất đẹp nha. Rồi cây dúi mã số 11 giao lưu cho anh em là 800 bao ship nha, 800k em bao ship cây dúi mã số 11 nha. Cái này anh em nào lái là em đẹp chậu bó bâu cẩn thận gửi cho anh em nha. Cái này nó thân chậu rồi nha mấy anh em, bờ đớ rửa là anh em yên tâm. Rồi video của em đến đây là kết thúc, anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.